Tuyển 2K7 mà sao muốn đi sớm vậy? Nên bản thân con thì cũng không thể đi ngay được ha, còn 1 năm nữa. Thì đối với con năm nay vô 12 á, thì nó sẽ có một số hướng đi. Mà con ví dụ như đi Đức thì con chắc chắn bao nhiêu phần trăm rồi? Còn lại là nó bị cấn cái chỗ nào? Không, con sợ cái gì? Sợ tiếng à? Chúng ta sợ hay không sợ thì nó vẫn là khó như thường thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Nên là con bỏ qua cái đó đi, con nên sợ những cái thứ khác, còn lo những cái thứ khác. Con biết khi đi nước ngoài cái khó nhất là cái gì không? Giao tiếp. Cái khó nhất của đi nước ngoài đó là đạt được mục tiêu. Mục tiêu của con là gì? Kiếm tiền phát triển bản thân. Có muốn định cư không? Định cư hay là không, là em phải phát triển được bản thân. Không, em phải kiếm một cái gì đó mà nó cân đo đong đếm được cái phản phát triển, là phát triển như thế nào, phát triển bao nhiêu, sao đo được anh. Con hiểu không? Con phải đặt ra mục tiêu rất cụ thể. Mục tiêu á, tiện đây thầy nói luôn cho con hiểu này. Mục tiêu nó cơ bản là nó có 3 yếu tố. Thứ nhất là nó phải định lượng được. Ví dụ con muốn cái mức lương 100 triệu, đúng không? Con muốn sau 7 năm, 8 năm hay là 10 năm con định cư được. Tức là phải định lượng được. Hiểu chưa? Tức là nó phải đo bằng một con số. Thứ hai, mục tiêu là nó phải thực tế và nó phù hợp với cái năng lực của con nữa. Đúng không? Và mục tiêu thì phải có kế hoạch. Chứ con đặt ra cho vui mà không có kế hoạch thực hiện mà không làm gì ở đâu ra sung rụng vậy hả? Nên là bản thân con thì cái việc mục tiêu cũng chưa rõ ràng á, thì thầy khuyên là như thế này nè. Thứ nhất, lớp 12 điểm học tập ở trường mấy chấm? Bảy chấm. Mức khá đúng không? Ok, nếu mà xác định đi Đức thì thầy vẫn khuyên là nếu mà con chậm lại một chút thì con vẫn nên học tiếng Anh, vì tiếng Anh nó cũng rất là cần. Bố ở nhà ấy, từ học cấp 2 bố đã bảo quan trọng nhất là cái tiếng Anh nữa rồi. Nó là ngôn ngữ Hay chủ quan. toàn cầu mà. Phổ thông. Em đi đi Đức em vẫn nói tiếng Anh được, em bước ra khỏi Đức Đức là em dùng tiếng Anh không à? Hoặc là em đi từ đây qua Đức em dùng tiếng Anh, thì tại sao mình không học tiếng Anh mà trong khi em vẫn còn 1 năm nữa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con học tiếng Anh mà không xong thì sao con học tiếng Đức? Tiếng Anh nó dễ hơn tiếng Đức mà. Vậy hai bố con đi bệnh viện gặp ông bà ở Đức 40 năm. Thế bà ngồi nói chuyện bảo tiếng Đức có khó không em? Bà nghĩ rằng cũng em học rồi. Bà ở 40 năm mà còn tiếng Đức học khó đấy em ạ. Bà đó là người Đức hay người Việt gì? Người Việt mà ở 40 năm mà bà như mổ mắt em khám đấy mà. Thế em ngồi nói chuyện bà đấy. 40 năm ở Đức mà ú à ú ớ nó gì. Bảo chị ở đây 40 năm rồi. Còn kiến thức khó học hơn đấy. Ý vấn đề ở đây là bởi vì con vẫn còn thời gian nên là thầy mới khuyên như vậy. Con có làm được không? Còn 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 mà bây giờ muốn học tiếng Đức liền á, thì thực ra bây giờ là mình ở Đắk Lắk đúng không? EK thì gần như là không có trung tâm tiếng Đức đâu. Đúng không? Còn chỉ có nước là học online thôi. Online xong rồi thi mình tốt nghiệp xong rồi em học tiếp rồi. Thì đó là một cách thứ hai thầy tính nói với em. Em nghĩ cách này, em đang nghĩ cái đấy. Em thích cái cách này. Cách đó thì cũng là một cách thôi, chứ còn nếu mà thầy nói mà thầy tính đường dài cho con á, thì thầy lại thiên theo cái hướng là đầu tư tiếng Anh trước, rồi sau đó sang năm con vô học tiếng Đức. Và thậm chí sang năm con không muốn đi Đức nữa thì con vẫn có tiếng Anh, và con muốn đi nước nào thầy cũng có thể làm cho con được cả. Lúc đó tùy cái tài chính bố mẹ có thể đầu tư thôi. Ví dụ như sang năm bố mẹ trúng đất cái đấy, đi New Zealand, đi Úc giống như các bạn nè, hoặc là đi các nước châu Âu khác học chương trình tiếng Anh, đúng không anh? Canada đấy, tức là nó cho em cái con đường đi nó rộng hơn. Chứ còn bây giờ con học tiếng Đức đi thì bây giờ con đâu còn đường lùi nữa, con mỗi tiếng Đức rồi sang năm lỡ không thích đi Đức nữa thì sao? Lúc đó còn bơ vơ
à, bố mẹ đầu tư mớ tiền mấy chục triệu đó là mất à, hiểu ý thầy không ta? Đó. Còn đối với con thì ngành nghề thì chưa cần thiết, sang năm là chọn, vì nó cũng đâu có đã đi liền đâu mà chọn làm gì. Bởi vì cái con đang tư duy là con nghĩ là đi Đức là ok, thì con muốn học tiếng Đức luôn cho nhanh. Nhưng thực tế nó không nhanh được đâu. Khi con học tiếng Anh bằng cách nghiêm túc, con sẽ có một cái yếu tố, một cái mà chắc chắn nó sẽ rất là có ích cho tiếng Đức. Em biết là cái gì? Học tiếng Đức dễ hơn. Không có đó thì hơi trừu tượng. Đó là em sẽ có cái phương pháp để học ngôn ngữ một cách nghiêm túc. Bởi vì ngôn ngữ còn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức nó cũng là ngôn ngữ mới với em mà. Đó, xin lỗi, ngôn ngữ ngoại ngữ với em mà. Thì cái phương pháp học nó cũng không phải là quá khác biệt. Nhưng khi mà con học tiếng Anh một cách nghiêm túc và con đạt được cái mục tiêu của con, ví dụ như cụ thể là IELTS, thì con có cái phương pháp học. Ví dụ như học từ vựng cũng na ná nhau ạ. Rồi cái cách tư duy, cách trả lời câu hỏi cũng na ná nhau, bởi vì họ đều là phương Tây hết. Trung tâm ở đấy nó nhận lớp 12 đấy. Trước đây 2 tháng là có tiếng Đức, nhưng mà các bạn đã học sắp xong rồi, còn mấy tuần nữa là các bạn về nghỉ hè rồi, về vô năm học. Tức là cái khóa đó là thầy nhận các bạn lớp 12. Cái khóa đó là thầy dạy từ tháng cuối tháng 5. Nghĩa là giờ muốn học về tiếng Anh thì nhưng mà trung tâm trên đấy không nhận đến lớp 12. Trung tâm trên Đắk Lắk mình nha. Dạ. Không nhận lớp 12. Dạ. Ở trên đó thì chắc là dạy con nít không, đúng không? Dạy 11 trở xuống. Cái đó thì thầy không biết, nhưng mà IELTS thì con đâu có nhất thiết là phải học ở đó đâu, con học online cũng được mà. Thiếu gì chỗ học, bên thầy cũng có trung tâm IELTS mà. Đâu khác gì đâu. Online cũng được. Nhưng mà ý là mình nên có mục tiêu cụ thể, và đối với con á, cái điểm học tập tiếng Anh của con ở trường là được bao nhiêu chấm? Tiếng Anh con yếu, còn 6 chấm mấy. Thế thì kiểu học đối phó, cũng không biết mục tiêu là gì đúng không? Thì có thể là con xây cái mục tiêu là 5 chấm trước. IELTS 5 chấm. Rồi sau đó ví dụ như sang năm nó sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất, nếu mà con muốn đi Đức thì lúc đó mình lại học tiếng Đức. Và lúc đó con đó có một cái vốn tiếng Anh làm vốn rồi. Hiểu chưa? Thứ hai, nếu mà sang năm con không muốn đi Đức nữa thì con học nâng cao lên cái bằng tiếng Anh để con đi các cái nước khác. Ví dụ như tài chính bố mẹ có thể lo được Canada, 7-8 triệu thì đi Canada cũng được. Hoặc là đi New Zealand giống như nãy thầy nói đó. Hoặc là đi một số nước châu Âu, nó có các cái chương trình đại học bằng tiếng Anh đấy. Học phí nó khoảng 100-200 triệu một năm. Thì nó có nhiều đường lắm. Bây giờ học tiếng Anh thì sao? Thì bên là mình sẽ học IELTS. Em biết IELTS là cái gì không? Nhưng nghe. Thì tìm hiểu đi. Đấy, chữ này ghi này. Điện thoại đâu? Nè. Không, cái này em không biết gì. Ừ, thì mình sẽ học cái này, và mục tiêu của con thầy nghĩ là khả thi là 5 chấm. 5 chấm được rồi, sang năm học tiếng Đức. Nếu mà muốn đi Đức, còn không muốn đi Đức thì mình lại nâng điểm tiếng Anh lên tiếp. Nhưng mà nếu giờ đăng ký bên thầy, giờ đăng ký luôn không được. Được, nhưng mà thầy phải test đầu vào chứ, để kiểm tra cái năng lực của con. Tiếng Anh em yếu. Yếu thì nó nhiều cấp độ yếu lắm. Em đâu có đến mức mù chữ đâu mà phải yếu, hiểu vấn đề không? Như tiếng Anh nó cũng phải có level 1, level 2, level 3, level 4, bla bla bla, đúng không? Thì không lý bây giờ thầy đi dạy lại hello với em, đúng không? Nên thầy phải đo lại một xí, rồi sau đó thì cái bài test này cũng đơn giản thôi. Thì để tí số các bạn gửi cho em cái bài test để mà đo. Em nghĩ như vậy nó sẽ chủ động hơn cho anh chị. Chứ nhiều khi sang năm nó đổi hứng, nó không thích đi Đức nữa thì lúc đó là Trung Quốc luôn. Không, em nói thật, bởi vì mình muốn là cho học. Mình cái con đường nó rộng hơn. Thì cháu đang học thì nó ngẫu hứng, nó bảo là hay là gì, nó bảo là con chắc đi nước ngoài con không thi đại học đâu. Thế em cũng bảo là con phải suy nghĩ cho thật kỹ đi, chứ không phải là nghĩ cái là đi được ngay đâu. Y như mình trồng một cái cây đấy, đâu phải đơn giản. Mình phải mấy năm mình mới cho nó ra quả ra hoa được. Chính xác. Và đi cứ dặn cháu gọi bà con kể là giờ con cứ cử thôi xuống là đi khám xuống chỗ thầy tham khảo xem thầy chỉ bảo nữa, chứ không phải là mình cứ xác định một bây giờ mình học
xong rồi mình đi Đức làm gì có cái chuyện như thế được. Không dễ anh vậy đâu, vòng vòng cả năm là chưa kể học mà rớt lên rớt xuống mà cái năm mấy cũng có. Với thứ hai là con nên tập trung vào những cái phần mà nó gọi là em sử dụng được suốt đời ấy. Nó là những cái công cụ suốt đời là em phải tập trung vào nó. Ví dụ như là cái bằng cấp 3 là sắp tới phải có này, nó là công cụ suốt đời. Cái bằng lái xe là công cụ suốt đời. Cái bằng tiếng Anh ấy, IELTS của em ấy, em 5 chấm là người ta nói em 5 chấm, em 6 chấm là người ta nói 6 chấm. Chứ ai nói xuống 4 chấm được không? Đúng không? Nó là công cụ suốt đời. Em phải tập trung vào những cái thứ đó. Còn ngành nghề nào nó cũng cần mấy cái đó hết á. Nhưng vấn đề của bạn là cũng không xác định rõ ràng và cũng không biết để làm gì. Đấy, bây giờ thầy nói cho con là con hiểu đấy. Nó sẽ cho con rất nhiều cái con đường để đi. Và bản thân cho dù con học ở Việt Nam, cái bằng tiếng Anh nó vẫn có giá trị. Mà vô con đỡ mất công học mấy cái môn tiếng Anh, con vô thẳng chuyên ngành nó đỡ mất thời gian. Thời gian đó em đi học cái chỗ khác, học cái thứ khác. Đó là công cụ suốt đời mà thầy nhấn mạnh lại, công cụ suốt đời chứ không phải là công cụ tạm thời. Thầy nói còn cái mục tiêu thầy đặt cho em là 5 chấm. Còn tất nhiên thì nếu mà cao hơn thì càng tốt. Rồi sang năm muốn đi Tây, đi ta, nước nào, ok, tùy thuộc vào cái nguyện vọng của bản thân hoặc là tài chính gia đình lúc đó, thầy sẽ có một cái sự lựa chọn cho con. Ngành nghề sang năm coi, không có vội vàng gì hết, bây giờ coi cũng chả giải quyết cái gì. Hiểu chưa? Còn học phổ thông thì tất nhiên là phải đảm bảo đậu nha, không rớt tốt nghiệp thì thôi khỏi. Quan trọng nhất là mình phải học phổ thông để đậu cái bằng cấp 3. Nó là công cụ suốt đời mà thầy nãy thầy nhấn mạnh nữa đây, công cụ suốt đời. Chuyên tâm học tiếng Anh. Thì thực ra chỉ có hai việc. Đúng không? Thứ nhất là học phổ thông để cho tốt điểm 7 chấm thì cố gắng duy trì cái mức 7 chấm mấy. Đừng có tụt xuống 6 là được. Cái thứ hai là học tiếng Anh, IELTS, chứ không học cái thứ khác nữa. Chỉ học những cái thứ gọi là công cụ suốt đời thôi, phần cứng đó. Rồi sang năm như là thi tốt nghiệp xong muốn đi Đức thì lúc đó học tiếng Đức, không có tiếng Anh xong rồi cách lưu trữ đó. Còn nó không muốn đi Đức, đi muốn Đức đi nước khác thì thầy làm hồ sơ cho em đi nước khác, không có vấn đề gì hết. Nó rất là chủ động và chắc chắn cho gia đình. Hoặc là thậm chí em ở trong nước em vẫn có dùng được mà, đâu có mất đi đâu đâu, nó là công cụ suốt đời. Hiểu với thầy chưa? Đó, tinh thần vậy thôi ha, không có vội vàng gì cả. Còn cái chỗ tiếng Anh thì xuống đó bắt buộc phải kiểm tra đầu vào. Thì em đem cái này xuống cho đưa cho mấy anh chị dưới đó, và các anh chị sẽ gửi Zalo cho em cái bài test cơ bản ha. Xong rồi. Dạ. Thì về nhà cả. Về nhà làm bài gửi. À, gửi online. À, về tới đó đi, thoải mái. Về à, dạ rồi chào hai bố con nha.